Chào các em ha. Chuyên đề 1 là cấu tạo bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Thì một nguyên tố hóa học đó trong các bảng tuần hoàn thì được đặc trưng bởi ba cái yếu tố. Thứ nhất là ô nguyên tố. Thứ nhất là ô nguyên tố. Thì bằng số thứ tự, bằng số hiệu nguyên tử của nguyên tố đó. Ví dụ như là sodium nè, Na thì có Z bằng 11, có nghĩa là ô sodium thuộc ô số 11 trong bảng tuần hoàn. Thứ hai là chu kỳ. Đó, thì chu kỳ thì sẽ bằng là số lớp electron của nguyên tố đó. Còn yếu tố thứ ba đó là nhóm. Thì trong nhóm đó thì được chia lần hai lại là nhóm chính, nhóm A và nhóm phụ, nhóm B lớn ha. Bây giờ chúng ta sẽ đi viết từng cái một để giải thích này. Chúng ta có A nhỏ. Chúng ta nói về sodium ha. Có Z bằng 11. Rồi, thì ở đây chúng ta sẽ nói ngay nó là sẽ là ô. Ô thì ô số 11 ha, ô số 11 trong bảng tuần hoàn. Đó, tại vì ô là bằng số thứ tự, bằng số hiệu nguyên tử Z của nguyên tố đó luôn. Thì cái ô rất là dễ các bạn ha. Còn thứ hai là chúng ta sẽ nói về chu kỳ. Chu kỳ. Chu kỳ ha. Thì bằng số lớp electron. Thì chu kỳ bằng số lớp electron thì chúng bắt buộc là chúng ta sẽ phải viết cái cấu hình electron này ra. Đúng chưa? Rồi. Thứ hai là nhóm. Nhóm. Thì trong cái nhóm của chúng ta là có nhóm A lớn và nhóm B lớn, thì nếu nó thuộc nhóm A này, nhóm A lớn, nếu như thế nào? Nhóm A nếu theo theo mức năng lượng ha, theo mức năng lượng nó nghĩa là theo sơ đồ đường chéo đó. Electron cuối cùng điền vào S hoặc V. Điền vào S hoặc V nè. Đó. Thì là nó sẽ thuộc là nhóm A. Khi đó ha, số thứ tự của nhóm thì bằng tổng E lớp ngoài cùng. Các bạn nhớ là tổng electron ở lớp ngoài cùng nhé, lớp ngoài cùng. Rồi. Nhắc lại. Một nguyên tố trong bảng tuần hoàn được tượng trưng bằng ba yếu tố đó là ô nguyên tố. Thì ô chính bằng số hiệu nguyên tử bằng Z. Chu kỳ thì bằng số lớp electron. Còn về nhóm thì nó sẽ thuộc nhóm A nếu như theo mức năng lượng electron cuối cùng được được điền vào S hoặc V. Thì khi đó cái số thứ tự của nhóm A này sẽ bằng tổng electron lớp ngoài cùng ha. Rồi bây giờ với nguyên tử natri này thì ta sẽ viết mức năng lượng natri ha. Natri thì mức năng lượng của chúng ta này. Phân bố đầu tiên theo đường chéo là chúng ta phân bố vào 1s2, 2s2 này, 2p6 và 3s1. Đúng chưa? Như vậy là electron cuối cùng của chúng ta đã điền vào S này, điền vào S. Như vậy là suy ra nó là nhóm A lớn. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ viết cấu hình electron của nó này. Cấu hình electron. Thì các nguyên tố mà có từ Z từ 1 đến 20 đó thì cấu hình electron nó sẽ trùng luôn với mức năng lượng nhé các em. Bây giờ có 1s2, 2s2 này, 2p6 và 3s1. Thì khi đó electron lớp ngoài cùng, tổng electron lớp ngoài cùng của chúng ta là lớp số 3. Đấy, nó chỉ có một electron thôi đúng không? Chỉ có một electron ở lớp ngoài cùng. À, chỉ có một electron ở lớp ngoài cùng. Vậy thì số thứ tự của cái nhóm này đó, là nhóm 1 và là nhóm 1A. Đó, là nhóm 1A. Như vậy chúng ta sẽ kết luận ha, chúng ta sẽ kết luận thế này. Nguyên tử sodium của chúng ta nó sẽ có ba cái yếu tố tượng trưng cho vị trí. Đó. Đầu tiên là ô thì ô số 11. Ô số 11 thì có Z bằng 11. Vì chúng ta đếm số lớp electron, chu kỳ.
chu kỳ bằng số lớp electron. Thì chúng ta sẽ có lớp số 1, đúng không? Lớp số 1 này, lớp số 2 và lớp số 3. Như vậy là có 3 lớp. Suy ra là sodium thuộc chu kỳ 3, chu kỳ 3. Rồi, về nhóm chúng ta đã vừa xác định xong là sodium là thuộc nhóm 1A, thuộc nhóm 1A. Rồi, như vậy là với cái nhóm A thì chúng ta phải lưu ý nhá. Cái nhóm A chúng ta phải lưu ý là cái này. Nhóm A. Còn cái chu kỳ thì nó đơn giản rồi, chu kỳ thì bằng số lớp electron thôi. Đó. Thì toàn bộ cái ví dụ 1 của chúng ta là chúng ta sẽ nói về cái nhóm nhóm A hết. Rồi qua ví dụ 2 chúng ta mới có nói về nhóm B các bạn nhé. Rồi, để làm rõ hơn thì ta sẽ đi tiếp cái ví dụ về B là clo nhé, chloride. B. Z bằng 17. Như vậy là Z bằng 17 thì nó sẽ là ô số 17 trong bảng tuần hoàn các bạn nhé. Bây giờ theo mức năng lượng trước. Thực ra thì chúng ta sẽ viết cấu hình luôn cũng được. Mức năng lượng để xem là electron cuối cùng phân bố vào đâu ha. Mức năng lượng ta sẽ có là 1s2 này. 2s2, 2p6, 3s2 và 3p5. Ồ, như vậy là electron cuối cùng của chúng ta là điền vào phân lớp P. Electron cuối cùng điền vào S hoặc P theo mức năng lượng thì nó sẽ là nhóm A lớn rồi nhá, nhóm A lớn. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ viết lại cấu hình electron ha. Cấu hình E. Cấu hình electron. Nhắc lại, các nguyên tố từ 1 đến 20 thì cấu hình nó sẽ trùng luôn với mức năng lượng các bạn. Cấu hình electron này, 2p6, 3s2 và 3p5. Rồi, khi đó ta xác định xem khi nó đã là nhóm A rồi thì số thứ tự của nhóm đấy, thì số thứ tự của nhóm này bằng tổng electron lớp ngoài cùng ha, tổng electron lớp ngoài cùng. Vậy cái lớp ngoài cùng của chúng ta bây giờ là lớp số 3, lớp 3 nhé, gồm có 3s2 và 3p5. Như vậy là có 7 e lớp ngoài cùng. Đó, như vậy các bạn sẽ suy được là nhóm thuộc nhóm 7a. Thuộc nhóm 7a. Rồi. Ta sẽ nói lại vị trí. Như vậy kết luận của chúng ta như sau. Nguyên tử chlorine sẽ có O là O số 17 trong bảng tuần hoàn này, Z bằng 17. O bằng số hiệu nguyên tử. Chu kỳ thì bằng số lớp electron, chúng ta đếm lại nhá. Chúng ta có 1 lớp, 2 lớp và 3 lớp. Như vậy là thuộc chu kỳ 3. Còn nhóm chlorine là thuộc nhóm 7A nhá. 7A trong bảng tuần hoàn. Rồi. Khá dễ đúng không? Không có gì khó khăn. Ta sẽ nói ví dụ tiếp theo là magie ha. Thế là 12. Rồi, thế là 12. Thì tất nhiên là magie là ô số 12 trong bảng tuần hoàn rồi đó. Rồi. Đầu tiên ta sẽ viết theo mức năng lượng là phân bố theo sơ đồ đường chéo nhé. Có thể có 1s2 này, 2s2, 2p6 và 3s2. Như vậy là electron cuối cùng được điền vào S rồi. Electron được cuối cùng điền vào S hoặc là điền vào P theo mức năng lượng nhé. Thì nó sẽ là nhóm A lớn. Vậy khi đó, theo cấu hình electron thì số thứ tự của nhóm bằng tổng E lớp ngoài cùng. Đấy, cấu hình electron ta sẽ viết lại. Trùng luôn với mức năng lượng ha. Và lớp ngoài cùng của chúng ta bây giờ là lớp số 3. Lớp 3 này chỉ có 2 electron thôi. Đó, như vậy ta sẽ kết luận là nó thuộc nhóm nhóm 2A. Đó, rất là dễ. Vậy thì chúng ta sẽ có nguyên tử Mg này. Nó sẽ có 3 yếu tố tượng trưng cho vị trí. Đó là O. O thì O số 12. O rất là dễ, bằng Z thôi. Chu kỳ cũng đơn giản luôn. Chu kỳ thì bằng số lớp electron. Ta đếm là 1 lớp, 2 lớp, nhớ là lớp nhé, và 3 lớp, như vậy là chu kỳ 3. Còn nhóm, nhóm này là nhóm, nhóm 2A. Đấy, rồi. Như vậy thì với những nguyên tố thuộc nhóm A
có nghĩa là theo mức năng lượng electron cuối cùng đưa vào S hoặc P đó, thì nó sẽ là nhóm A lớn. Vậy thì cách cách xác định cái số nhóm của nhóm A lớn thì rất là dễ, thì đó là bằng tổng E lớp ngoài cùng thôi, tổng E lớp ngoài cùng. Rồi, thì sau đây chúng ta sẽ đi qua cái thuộc là nhóm B lớn, nhưng làm sao mà nó thuộc B lớn được các bạn nhé. Các bạn xem chú ý là ví dụ 2 này. Ta sẽ nhắc lại các yếu tố không thay đổi, ví dụ như là O thì bằng số hiệu nguyên tử, thế rất dễ rồi. O thì bằng bằng Z, là bằng số hiệu nguyên tử Z đó. O thì bằng số hiệu nguyên tử thôi. Chu kỳ thì bằng số lớp electron. À, số lớp electron có bao nhiêu lớp thì là chu kỳ bấy nhiêu. Còn yếu tố ta cần nói ở đây, nó là thuộc nhóm B lớn, thì khi nào nó là sẽ là nhóm B lớn đó. Nếu theo mức năng lượng, gọi là theo sơ đồ đường chéo nhá, theo sơ đồ đường chéo, electron cuối cùng điền vào D này hoặc F này đó, điền vào D hoặc F thì nó sẽ là thuộc nhóm B lớn ha, nhóm B lớn. Rồi, để nói kỹ hơn thì ta bắt đầu các đi các ví dụ. Thì trong cái nhóm B lớn này đó thì nó làm chia làm ba trường hợp. Và muốn có ba trường hợp này đó thì các bạn sẽ có cấu hình electron mẫu ha. Cấu hình electron mẫu này là như sau. Chúng ta sẽ có cấu hình là chấm 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 n trừ 1 d mũ a ha, và nsb à, nsb. Thì khi đó nó được chia làm các trường hợp như sau, chia làm các trường hợp như sau. Nếu a cộng b bé hơn 8 đó, thì số thứ tự của nhóm đó, là bằng A cộng B, bằng A cộng B luôn, B lớn, nhóm B lớn. Còn nếu A cộng B của chúng ta bằng các chỉ số là 8, 9 hoặc là 10 thì khi đó số thứ tự của nhóm là nó chỉ là một nhóm thôi, đó chính là nhóm 8B. À, nhóm 8B. Do đó trong bảng tuần hoàn là chúng ta có 3 cột 8B. Còn nếu A cộng B của chúng ta lớn hơn 10, cụ thể ở đây là 11 và 12 đó, A cộng B bằng 12, thì khi đó số thứ tự của nhóm của chúng ta đó, thì sẽ bằng này. Bạn lấy A cộng B đó, đó các bạn trừ đi 10 nhá, trừ đi 10, A cộng B trừ đi 10, nhóm B lớn, yeah, B lớn. Rồi, để phân tích cụ thể thì chúng ta sẽ đi 7 ví dụ. Ví dụ đầu tiên là scan đi Z bằng 21 ha. A này. Ok. Thì tất nhiên là Z bằng 21 thì nó sẽ thuộc ô số 21 rồi đó. Đúng chưa? Bây giờ chúng ta chỉ đi xác định cái chu kỳ và nhóm thôi. Đầu tiên là theo mức năng lượng thì các bạn sẽ viết ra này. Mức năng lượng phân bố 1s2, 2s2, 2p6, mức năng lượng là theo sơ đồ đường chéo nhé. 3s2 này, 3p6, rồi tới 4s2 và mới tới 3d1. Đó. Thì khi viết như thế này thì các bạn thấy là theo mức năng lượng đúng chưa? Electron cuối cùng của chúng ta đã phân bố vào D rồi này. Electron cuối cùng theo mức năng lượng đúng không? Electron cuối cùng phân bố vào D. Đây. Theo mức năng lượng electron cuối cùng điền vào D thì nó sẽ là nhóm B lớn. Đó, thì các bạn sẽ kết luận là nhóm B lớn cái đã. B lớn. Rồi. Khi đó thì xác định xem là nhóm bao nhiêu, nhóm số thứ tự là bao nhiêu. Thì các bạn sẽ viết theo cái cấu hình electron mẫu này. Đây. Cấu hình electron mẫu nha. Đây nha.
căn cứ theo cái này này. Đó, sau khi đã xác định nhóm B lớn rồi thì bạn căn cứ theo cái này này thì bạn sẽ mới biết được nó là thuộc nhóm mấy. Thì cái đó bạn phải viết cấu hình electron lại ha. Cấu hình electron lại đúng này. 1s2 này, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Rồi các bạn phải phân bố là 3d1 rồi 4s2, đó, phân bố lớp theo lớp. Thì cái đó các bạn để ý ở cái lớp của chúng ta, cấu hình mẫu của chúng ta này, chúng ta chỉ quan tâm đến cái lớp D và S thôi. Lớp này thôi này, tới đây. À, cắt tới đây ha. Thì các bạn sẽ nhìn ở đây là cái chữ N của chúng ta đó, N đây này, lớn với số 4 này. Vậy thì N-1 đúng không? Thì N-1 ứng với số 3 đúng rồi. Đúng chưa? Còn chữ A nhỏ của chúng ta ứng với số 1 này. Chữ B nhỏ của chúng ta ở đây. B nhỏ ở đây là ứng với số 2. Đúng chưa? Như vậy các bạn sẽ có trường hợp này là A cộng B, có nghĩa là 1 cộng cho 2. 1 cộng 2 là 3, bé hơn 8 rồi. Đúng không? 1 cộng 2 là 3 là bé hơn 8. Như vậy số thứ tự của nhóm chính là bằng A cộng B, cũng như là bằng 1 cộng 2 này là nhóm 3B. Được chưa? Đó, các bạn sẽ suy được nhóm 3B nhé. Nhóm nhóm thì ghi cái chữ số là mã. Về kết luận, nó là kết luận. SC thuộc O này, số 21 này. Chu kỳ thì bằng số lớp electron thôi. Các bạn đếm này ha. Chúng ta có một lớp, hai lớp, ba lớp và bốn lớp, đúng không? Như vậy là có bốn lớp thì được chu kỳ 4. Còn nhóm thì là nhóm 3B. Được chưa? Nhóm là thuộc nhóm 3B. Rồi. Nguyên tố tiếp theo là nguyên tố chrome Z bằng 24. Z bằng 24. Thì tất nhiên là số hiệu nguyên tử là 24 là nó thuộc ô số 24 rồi. Đó, hơi dễ thôi. Ô thì dễ mà. Bây giờ thấy mức năng lượng phân bố này. Chúng ta sẽ phân bố là 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, đúng chưa? Rồi 4s2. Rồi chúng ta có 3d. Đó, mới phân bố tới 3d4 theo mức năng lượng. Vậy là electron cuối cùng phân bố vào D rồi này. Electron cuối cùng phân bố vào D. Thì nó là thuộc nhóm B lớn cái đã. Được chưa? Rồi sau đó các bạn sẽ viết lại cấu hình electron. Viết cấu hình electron. Bạn sẽ có là 1s2 này, 2s2 này, 2p6, 3s2, 3p6. Rồi bạn phải viết lại 3d đúng không? 3d rồi mới tới 4s. Thì lẽ ra chúng ta phải viết là 3d4 rồi 4s2. Nhưng mà trường hợp đặc biệt là 3d4 4s2 ha, thì các bạn phân bố lại là 3d5 4s1 nhé. Nhớ. Nếu là đạt 3D4 4S2 thì chuyển thành 3D5 4S1. Như vậy là bây giờ cái cấu hình của chúng ta sẽ cắt từ cái vị trí D và S. Đấy. Thì chúng ta sẽ thấy ở đây là chữ A nhỏ của chúng ta ứng với số 5 và chữ B nhỏ của chúng ta ứng với số 1. Vậy 5 cộng 1 là 6, bé hơn 8. 5 cộng 1 này là 6, bé hơn 8. Như vậy là nhóm 6B. Nhóm 6B. Được chưa? Và đây sẽ kết luận. Kết luận chrome của chúng ta là ô số 24. Chu kỳ thì chúng ta có 4 lớp đúng không? 1 lớp, 2 lớp, 3 lớp, 4 thì là chu kỳ 4. Còn nhóm của chúng ta đó là nhóm 6B. 6B. Đấy, khi xác định vị trí của một nguyên tố thì chúng ta có ba cái yếu tố cần kết luận, đó là ô, chu kỳ và nhóm nha. Ô chu kỳ và nhóm. Rồi, nguyên tố tiếp theo ta sẽ nói là iron, sắt nha, iron. Z bằng 26. À, Z bằng 26. Thì Z bằng 26 là tức là ô số 26 rồi, ô nguyên tố là ô số 26 ha. Bây giờ ta thì xác định chu kỳ và phân nhóm và nhóm. Đầu tiên là thâm bố thâm mức năng lượng. Bạn phân bố theo sơ đồ đường chéo là 1s2 này, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, rồi 4s2. Rồi sau đó mới tới 3d6 theo mức năng lượng là như vậy ha.
Và lẽ ra đồng cuối cùng phân bố vào D, bạn thì nó thuộc nhóm B lớn cả. Rồi, bây giờ nhóm mấy B lớn thì bạn phải sắp theo cấu hình electron nhá. Cấu hình electron. Bạn sẽ sắp lại 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, rồi 3d6, rồi là 4s2. Rồi. Cái đó chúng ta sẽ cắt từ vị trí D. À, cái cấu hình nó này, à, chúng ta sẽ cắt từ cái vị trí đấy. Các bạn có thể 6 cộng với 2 là bằng 8. Nếu vậy các trường hợp mà nếu mà là A cộng B bằng 8, 9, 10 thì bạn đều kết luận nó là nhóm 8B hết. À, nó thuộc nhóm 8B. Rồi, như vậy chúng ta kết luận với Aaron nhé, sắt. Rồi ô số 26. Đấy, ô số 26 bằng Z. Chu kỳ rất là dễ thôi, chu kỳ bằng số lớp, cái nào cũng vậy. Chúng ta có 4 lớp đúng không? Lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4 là chu kỳ 4. Còn nhóm ở đây. Đấy, quan trọng là cái nhóm thôi. Là nhóm 8B ha. Rồi. Rồi, nguyên tố tiếp theo chúng ta sẽ nói ở đây chính là coban Z bằng 27. Lấy nhiều ví dụ xíu cho bạn dễ hiểu ha. Coban Z bằng 27. Rồi, vậy là ô số 27 trong bảng tuần hoàn rồi đó. Bây giờ đi xác định chu kỳ và nhóm này. Ở mức năng lượng 1s2 này, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 và 3d7. Đúng chưa? 3d7. Như vậy là electron cuối cùng điền vào D rồi, electron cuối cùng điền vào phân lớp D. Như vậy là nó sẽ là nhóm B lớn nhá. Electron cuối cùng điền vào D hoặc S thì là nhóm B lớn. Rồi, bây giờ cấu hình sẽ được viết lại. Các bạn có thể viết dùng cấu hình thu gọn luôn nhé. Tới 3S2, 3P6 nó là argon đấy. Thì các bạn có thể ghi như vậy luôn. Hoặc là điền bình thường. 2, 3D7, 4S2. Rồi các bạn sẽ cắt từ cái vị trí D. Xét lớp này. Như vậy là chữ A nhỏ ứng với số 7 và chữ B nhỏ ứng với số 2. 7 cộng 2 là 9. Các bạn nhớ này. A cộng B bằng 8, 9, 10 thì đều là nhóm 8B hết. Nhưng 7 cộng 2 là 9 nhé. Nhưng mà nó vẫn là nhóm 8B. Ghi nhớ. Rồi chúng ta sẽ kết luận thôi. Kết luận. Coban thuộc ô số 27 chu kỳ 4 vì có 4 lớp ha. Còn nhóm thì vẫn là nhóm 8B nha. À, rồi, ví dụ tiếp theo là chúng ta sẽ lấy cho Nikon Niken đấy, à, Z bằng 28. Rồi, vậy là ô số 28 thôi. Bây giờ phân bố theo mức năng lượng để xác định được chu kỳ và nhóm thôi. Theo mức năng lượng chúng ta sẽ có 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, đúng chưa? Và 3D8. Như vậy chúng ta thấy là electron cuối cùng được điền vào D rồi. Electron cuối cùng điền vào D. Như vậy là nó là nhóm B lớn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ viết cấu hình ha. Cấu hình là sắp xếp lại lớp nào theo lớp đó. Đó, chúng ta sẽ viết lớp số 2 nè, đến lớp số 3. Lớp số 3 thì chúng ta phải có là 3D8 vào đây. Và đến lớp số 4. Rồi, các bạn sẽ cắt từ cái 3D và 4S nha. Cắt từ đây nè. Đấy, và xét bên này. Như vậy ta có chữ A nhỏ là 8, chữ B nhỏ là 2, 8 cộng 2 là 10. Nhớ, A cộng B bằng 8, 9, 10 thì đều là nhóm 8B hết. Trong bảng tuần hoàn của chúng ta là có 3 cái nhóm 8B đó. Rồi, như vậy ta sẽ kết luận cho Nikon Niken ha. Thì nó sẽ có 3 yếu tố này. Ô 28, ô số 28, chu kỳ. Thì là chu kỳ 4 vì có 4 lớp electron, nhóm thì là nhóm 8B. Rồi, như vậy là trường hợp là A cộng B bằng 8, 9, 10 thì thầy là lấy 3 ví dụ đó là Iron này, Coban và Nikon nha. À, Z bằng 26, 27, 28 đó.
Rồi, bây giờ ta sẽ xét cái trường hợp mà A cộng B lớn hơn 10 ha. A cộng B lớn hơn 10. Thì ở đây ta sẽ xét cho các cái nguyên tố là copper này, đồng ha. Z bằng 29. Bây giờ tất nhiên là ô số 29 rồi. Bây giờ chúng ta sẽ xét theo mức năng lượng nè, để xét xem nó thuộc nhóm gì. 1S2 này, 2S2, 2P6, 3S2 này, 3P6, rồi 4S2 và 3D9 đúng không? Theo mức năng lượng là như thế này. Như vậy là electron cuối cùng được điền vào D rồi này. Electron cuối cùng điền vào D thì nó là nhóm B lớn. Đúng chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ viết cấu hình lại để sẽ xác định là nhóm mấy B nha. Rồi sẽ viết lại như sau. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D và 4S. Lẽ ra chúng ta phải biết là 3D9, 4S2, nhưng đây cũng là trường hợp đặc biệt nữa. 3D9, 4S2 thì chuyển thành 3D10, 4S1. Như vậy ta thấy là tổng số E của chúng ta là chúng ta cắt từ cái phân lớp này ha. 3D, 4S này, xét bên này. Vậy là 10 cộng 1 là 11, lớn hơn 10 rồi. 10 cộng 1 là 11, lớn hơn 10. Thì khi đó là các bạn phải trừ bớt đi. Đấy nhé. Nếu A cộng B lớn hơn 10 thì số thứ tự của nhóm là bằng A cộng B trừ đi 10. Được chưa? A cộng B trừ đi 10. Như vậy A cộng B chúng ta là 10 cộng với 1 là 11. 11 trừ đi 10, đúng không? 11 trừ đi 10 thì cái đó các bạn sẽ có là 1 thôi, đó là nhóm 1, 1B. Về kết luận, Cooper đồng của chúng ta là ô số 29. Chu kỳ thì là chu kỳ 4 ha. Nhóm thì là nhóm 1B nha, nhóm 1B. Rồi, chúng ta sẽ đi đến ví dụ cuối cùng, ví dụ G kẽm Z bằng 30. Thì trường hợp này là chúng ta cũng là sẽ có A cộng B lớn hơn 10 đấy. Z bằng 30. Tất nhiên là ô số 30 trong bảng tuần hoàn rồi nhá. Bây giờ sẽ xét mức năng lượng xem nào. Mức năng lượng phân bố đầu tiên là 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, rồi tới 4S2 và cuối cùng là 3D10. Khi viết như thế này chúng ta thấy là electron cuối cùng đã được điền vào D rồi. Như vậy là nó là nhóm B lớn, được chưa? Bây giờ viết thành cấu hình lại này. Sắp xếp ra cấu hình lại. Các bạn sẽ có là 1S2 này, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D10 và 4S2. Rồi, thì khi đó chúng ta sẽ xét được cái phân lớp 3D 4S. Đấy, thì chúng ta có là A là 10 và B là 2. Như vậy 10 cộng 2 là 12, lớn hơn 10 rồi. Như vậy mình phải lấy A cộng B trừ bớt đi 10 ha. Như vậy là 10 cộng 2 là 12 trừ bớt đi 10 thì còn 2. Đấy, vậy là nhóm 2B. Đó, như vậy thì đó chúng ta sẽ kết luận như sau. Kẽm thuộc ô số 30 chu kỳ thì là chu kỳ 4 vì có 4 lớp electron ha. Nhóm thì là nhóm 2B. Rồi. Như vậy thầy đã nói qua cái quan trọng nhất trong ở cái xác định một cái nguyên tố trong bảng tuần hoàn, đó là xác định ba yếu tố là ô. Ô thì bằng số hiệu nguyên tử của nguyên tố đó bằng Z. Còn chu kỳ thì rất là dễ thôi. Ở trong bảng tuần hoàn của chúng ta có 7 chu kỳ nhé. Thì chu kỳ mấy thì bằng tổng bằng cái số lớp electron của cái nguyên nguyên tố đó. Còn nhóm thì chia làm hai nhóm là nhóm A và nhóm B. Nếu theo mức năng lượng electron cuối cùng điền vào S hoặc P thì nó là nhóm A lớn. Khi đó số thứ tự của nhóm bằng tổng electron lớp ngoài cùng. Còn nếu theo mức năng lượng electron cuối cùng được điền vào D hoặc F thì nó là nhóm B lớn. Thì khi đó các bạn sẽ phải theo cấu hình mẫu nhé. Sẽ có 3 trường hợp xảy ra. A nhỏ cộng B nhỏ bé hơn 8 thì số thứ tự của nhóm bằng chính A cộng B luôn. Còn nếu A cộng B bằng các chỉ số là 8, 9, 10 thì khi đó nó đều là thuộc nhóm 8B. Còn nếu A cộng B lớn hơn 10 thì khi đó các bạn phải lấy A cộng B trừ bớt đi 10 thì sẽ ra thứ tự của nhóm B. Rồi, chúc các em học tập thật tốt nha. Xin chào.